Chiều ngày hôm qua 18 tháng 6, tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2024 của Bộ Tài chính, nhiều vấn đề được dư luận xã hội quan tâm gần đây như quản lý thuế thu nhập cá nhân để tránh bị nợ thuế, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, vấn đề điều hành giá đã được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cùng lãnh đạo một số đơn vị chức năng giải đáp thấu đáo. Đáng chú ý, chủ đề về hình thức bất động sản chia nhỏ cũng được đưa ra thảo luận. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới giải đáp kiểm soát, điều hành giá khi ngày 1 tháng 7 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở. Đại diện Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết Bộ Tài chính cũng đã xây dựng các báo cáo về điều hành giá, đưa ra các kế hoạch tình huống sẽ triển khai trong quá trình điều hành như tăng lương cơ sở và một số vấn đề khác. Cùng với đó liên quan tới việc có tiềm ẩn rủi ro gì khi gần đây thị trường xuất hiện hình thức đầu tư bất động sản chia nhỏ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, dưới góc độ chức năng quản lý, sau khi nhận được thông tin VPS đứng ra bán chứng chỉ này, Ủy ban Chứng khoán đã làm việc và yêu cầu VPS ngừng ngay các hoạt động phân phối chứng chỉ chia nhỏ bất động sản.